Đang phát sinh chào bạn, sau đây đang hướng dẫn các bạn pha keo để phủ keo vào bát gà mái. Thì cái pha keo này tỷ lệ là 2:1. Thì hai keo và một chất xúc tác hoặc là chất đông cứng cũng là nó chất làm đông đông cứng keo thì cũng là nó. Đây là chất làm chất xúc tác này. Ở đây là keo. Thì để có cái tỷ lệ nó chuẩn thì các bạn dùng ống sơ đanh, ống chích, ống tiêm thì cũng là nó. Đấy, một lưu ý nữa là dùng ống thì các bạn đánh dấu để cho nó chuẩn, đánh dấu ống nào, ví dụ ống do Hải Đăng này là đang dùng đánh giấy băng dính đen, các bạn đánh dấu là quý ước của Hải Đăng là băng dính đen là dùng để hút keo. Còn không có băng dính, không băng dính thì là dùng để hút chất xúc tác. Các bạn hút, các bạn dùng hút keo đây. Đấy, quy ước riêng của Hải Đăng, bạn hút hút một thường bát gà máy là 2. Bạn tỷ lệ keo thì đỡ phí mà, thì các bạn đến vạch 2 này, hút đến vạch 2 này. Còn đây là dùng mình dùng cho dùng phủ cả những chỗ khác nên mình dùng đến 4, nghĩa là 4 mili. Mình hút keo đến 4 mili để cho thoải mái keo. Các bạn chạm vạch 4. Thường thường bát gà máy phủ một cái bát là chỉ tầm 2 mili và đến một chất xúc tác là vừa, nhưng mà vừa là vừa là đủ chuẩn, không thừa không thiếu. Ở đây mình có thể mình phủ thêm những chỗ khác nên là lau đi để lần sau vẫn dùng được. Lúc nào xong ấy các bạn có thể lấy xăng, một là xăng thơm để các bạn vệ sinh ống đi. Các bạn vệ sinh thì các bạn phịt phịt thôi nhé. Các bạn mà lấy rẻ lau là các bạn sẽ bị tẩy mất số, lại mất ống sơ đanh. Kinh nghiệm riêng của Hải Đăng, lần đầu tiên vệ sinh ống sơ đanh lấy xăng lau cả ngoài, thế là mất luôn cả dấu luôn, mất cả số luôn, nên là mất toi một cái hai cái sơ đanh. Thực ra nó rẻ không đáng gì nhưng mà mình không dùng nhiều lắm, dùng vừa phải cũng tiết kiệm một chút. Đấy, đúng đến 2 các bạn nhé. Chổi cũng vậy các bạn. Chổi quét thì chổi quét vào cái chổi quét keo thì càng lông nó càng nhỏ càng mịn, quét độ phủ nó đỡ bóng ở keo. Đây các bạn để đây tí các bạn vệ sinh cùng cả chổi luôn. Keo các bạn đã hai cái nó không chạm vào nhau nên là không sợ nó đông. Mà keo này nó cũng lâu đông. Các bạn đánh đều. Quấy đều để tầm 1 phút thì các bạn vào phủ keo thì keo nó đỡ chảy. Đỡ chảy thì phủ nó dàn. Ví dụ các bạn muốn chỗ nào dày, các bạn muốn nó chỗ nào keo dày thì các bạn có thể phủ nó.
Đây chưa phủ ngay, các bạn cứ đánh đều keo này. Đều keo. Cái keo này là keo dùng phủ 3D, tranh 3D các bạn. Keo AB ở trên mạng bán rất nhiều. 300.000 một cân. Các bạn về các bạn pha vào các bạn dùng thôi. Đấy, keo Epro, Epro gì đấy. Không nhớ tên, tiếng Anh không giỏi nên là các bạn thông cảm. Cứ gọi là treo keo phủ bóng 3D ấy, thì là nó là keo này. Đấy, đang dùng. Rẻ thôi, 300.000 một cân. Đủ hai loại chất xúc tác và keo. Các bạn để tầm một phút. Đấy, nó đỡ chảy, bây giờ này là vẫn chảy này. Đấy. Bây giờ nó chỉ giọt giọt rất nhẹ, từ từ nó giọt thôi là các bạn phủ. Bên một lưu ý nữa cái chổi các bạn nhé. Cái chổi các bạn nó mà bị sờm hoặc là nó bị nó có cái lông nào nó thừa ra ấy. Lông còn chổi nó thừa ra thì các bạn kéo cắt đi, đừng để nó sẽ bị quệt keo sang những cái chỗ mình không cần quét. Đó, lưu ý cho các bạn riêng của Hải Đăng chia sẻ cho các bạn là cái bọt ở trong cốc này này, nếu mà bọt nhiều nhá, nếu các bạn thấy bọt nhiều này thì các bạn dùng nước nóng ở trong cốc này. Các bạn dùng nước một cốc nước nóng, các bạn đặt cốc này vào nóng, nó nóng nhưng phải tầm 60 độ thôi. 60 độ các bạn đặt cốc này vào thì bọt nó sẽ, vì bọt là nó là oxy mà, nóng thì nó sẽ bị như kiểu đốt cháy oxy, là nó sẽ hết bọt ở trong cốc, ở trong chỗ này các bạn quấn bọt vậy. Các bạn dùng nến thôi nhé, đừng dùng khò, dùng nến. Các bạn đặt ở dưới này. Đấy, ví dụ các bạn đang quay này thì đang quay keo vào keo, các bạn đặt nến đây, các bạn thay cây nến ở đây, các bạn đốt chỉ hơ tầm thấp thôi, hơ tầm thấp tầm cách tầm khoảng 5 cm giữa điểm chỉ này, để cho nó, ví dụ nó có oxy ở trong này nó sẽ bay hết ra. Các bạn thì vừa rồi Hải Đăng thí sinh đã hướng dẫn. Các bạn cứ đốt hơ này thì nó sẽ cháy oxy đi, thì nó không có bọt nữa. Và trước khi các bạn phủ keo, các bạn nắn nót lại tí, chỉnh lại tí cho đẹp. Chỉnh lại chỉnh lại chỉ trước đẹp, không có một cọng hay là một cái sợi nào nhô lên thì các bạn vào keo thì nó không bị gợn, hoặc là không bị những cái điểm vấn bẩn nó nổi lên làm lúc mặt phủ nó không được đẹp. Đây các bạn, đây quay các bạn, nó quay phủ keo luôn. Các bạn phủ keo, các bạn quệt một là tạo một đường phủ bên ngoài, các bạn giữ một điểm thôi, đừng di tay, giữ một điểm để nó tràn keo ra ngoài một tí cho đẹp, để nó tràn keo. Bạn giữ điểm một điểm, bây giờ quệt ngang. Quệt ngang. Đó, quệt ngang. Thì keo nó sẽ chảy đều. Đấy, bạn giữ bên này. Giữ một điểm. Hơi vướng máy một tí. Đó, các bạn đang quay cho các bạn xem nên nó hơi vướng. Làm các bạn giữ một điểm như này để nó quay, giữ chết một điểm. Rồi keo nó tràn ra ngoài, nó sẽ phủ đều.
bạn lên keo thấy nó bóng. Nhìn này. Cùng một lúc là đã thấy bóng rồi. Này keo nó cũng lâu chết đấy. Như keo này thì đang đã pha chế ra rồi. Độ chết nó từ 3 đến 4 tiếng rồi. Cứ quay liên tục như này. Vừa rồi Hải Đăng đã hướng dẫn các bạn pha keo để phủ bát ga máy. Hải Đăng Fishing xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Hải Đăng Fishing.